Xin chào bạn con. À hôm nay thì sẽ hướng dẫn chúng ta làm một cái bài tập liên quan tới phần phân số trong nội dung là ôn tập học kỳ 2 toán lớp 6. Mà cụ thể hơn đó là cái bài toán cơ bản của phân số nhá. Thế thì à chúng ta đọc cái đề bài đi. Nó trông nó dài thôi chứ nó không khó hiểu đâu. Khối 6 của một trường thì có 4 lớp. Đấy là cái thông tin mình biết. Khối 6 có 4 lớp thôi. 6A1 cho đến 6A4 nhá. Số học sinh 6A1 thì bằng 2 phần 7 tổng số học sinh của ba lớp kia. Đây, đây là một cái thông tin quan trọng. Số học sinh của 6A1 là người ta so với ba cái lớp kia thôi. Rồi, số học sinh 6A2 thì bằng 11 phần 45 tổng số học sinh khối 6. Cái so ở đây ấy, lại là tổng số học sinh khối 6. Rồi, số học sinh lớp 6A3 thì bằng 7 phần 27 nhưng mà cũng là so với tổng những số học sinh khối 6. Đấy, cuối cùng số học sinh lớp 6A4 là 37 bạn. Cái chỗ 6A4 là 37 bạn này là cái thông số vô cùng quan trọng. Để từ đây mình sẽ tìm ra được cái tổng số học sinh. Nếu như mà chúng ta đều so ba cái lớp 6A1, 6A2, 6A3 với tổng số học sinh. Vậy mình sẽ phải đưa về cùng đơn vị so sánh. Chứ 6A1 thì nó so với 3 lớp, trong khi đó 6A2 lại so với 4 lớp. 6A3 lại so với 4 lớp Như vậy thì nó dối Bọn con hiểu không nào? Đây nhá, phải nháp vào đây này 6A1 là đang so với 3 lớp còn lại Đấy, 3 lớp kia Thế nhưng mà 6A2 6A3 Thì lại đang so với Cả khối 6 Mà cả khối 6 ở đây là cái gì? Cả số khối 6 ở đây là 4 lớp Mà A1 thì nó lại đi so với 3 lớp như vậy là nó khác đơn vị so sánh Như vậy chúng ta hiểu ở đây là đang Khác đơn vị So sánh Thế thì mục đích của chúng ta là phải gì? Mục đích của chúng ta là phải quy về Cùng đơn vị so sánh Cùng cái đơn vị so sánh Vậy Hai lớp đã so với tổng số rồi Chúng ta cũng sẽ đi so cái 6A1 này So với cả khối 6 xem sao Đây thì mấu chốt là chỗ đó nhá Bây giờ chúng ta bắt đầu lời giải như thế này Vì 6A1 có số học sinh Sau này thầy sẽ viết tắt Cái từ học sinh này bằng chữ hờ sờ nhé Vì 6A1 có số học sinh bằng 2 phần 7 số học sinh Hay là tổng số học sinh cho nó rõ Tổng số học sinh ba lớp kia Bằng 2 phần 7 tổng số học sinh ba lớp kia nên Nên Số học sinh 6A1 sẽ bằng Bằng gì? Bằng 2 phần 9 Tổng số học sinh khối 6 Tổng số học sinh khối 6 Cái chỗ này ấy Thì bọn con Ghi luôn như thế này là được Nhưng thầy sẽ giải thích sang bên cạnh Tại sao ban đầu là 2 phần 7 của ba lớp kia Mà lại thành 2 phần 9 của cả khối thì đây là một cái bài toán cơ bản Trước đấy chúng ta đã phải học rồi Tức là đây là một bài lớn Thì trước đấy chúng ta có một bài nhỏ Bài nhỏ là mình chỉ nói cái chuyện là Khi mà nó so với ba lớp kia Mà chuyển sang so với cả khối Thì sao? Thì tính như thế nào? Nhá. Yeah. Cái chỗ đấy tí nữa chúng ta tìm cái video kia Chúng ta xem là được thôi Xem cái bài dễ trước khi chúng ta học cái bài khó Nguyên tắc của thầy bao giờ cũng là Làm các bài dễ trước, nắm được cơ bản trước Rồi chúng ta mới làm nâng cao Nào bây giờ thầy giải thích này Đoạn này là nháp thôi nhá trong bài không phải giải thích cái đoạn này vào đâu còn bọn con thích giải thích thêm thì cũng không sao cả không ai người ta trừ điểm cả là gì 6A1 thì bằng 2 phần 7 tổng 3 lớp kia cái chỗ này thì hiểu thế nào có nghĩa là 6A1 là 2 phần thế thì 3 lớp kia 3 lớp kia là mấy phần là 7 phần đúng không nào thì từ đây suy ra cả khối cả khối là 9 phần. Thế thì bây giờ 6A1 so với cả khối. Cả khối sẽ là gì? Sẽ là 2 phần 9. Đây, thầy vẽ sơ đồ đoạn thẳng như hồi tiểu học cho bọn con xem. 6A1 là 1 phần, 2 phần, đúng không? Thế còn 3 lớp, 3 lớp kia. 3 lớp kia thì sao? 3 lớp kia thì nó là 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần, 5 phần, 6 phần, 7 phần. Vậy tổng chỗ này là gì? Là 9 phần. 9 phần. Thế mà A1 là 2 phần, vậy suy ra tỉ số là 2 phần 9. Được chưa nào? Nhá, đấy. Đây là một cái bài tập cơ bản mà trước đấy chúng ta phải nắm được rồi. Thế khi mà 6A1 bằng 2 phần 9 tổng số học sinh khối 6 mà mà 6A2 có số học sinh bằng bằng bao nhiêu? 11 phần 45 tổng số học sinh khối 6. Thì anh chép lại đề thôi đấy. Rồi, 6A3 lại có số học sinh bằng 7 phần 27 tổng số học sinh khối 6. Đúng không nào? Bây giờ là cùng đơn vị đo hết rồi. Suy ra số học tổng số học sinh 3 lớp tổng số học sinh 3 lớp 6A1 6A2 6A3 là 2 chấm là bao nhiêu mình sẽ lấy ba cái cái phần nó cộng lại với nhau để xem nó bằng bao nhiêu số học sinh khối 6 rồi đó là đó là 2/9 cộng với 11/45 cộng với 7 phần 27 thì bằng bao nhiêu tổng số học sinh khối 6? Đấy. Thế bây giờ việc của mình là phải cộng 3 phân số này đúng không? Thì thôi nhá. Chúng ta cộng nhanh nhanh một chút nháp ra đây. Bởi vì ý chính của bài này không phải là đi cộng phân số, cộng phân số là các bài trước mình học rồi. Cộng phân số thì bọn con phải quy đồng. 2/9 cộng 11/45 cộng 7/27 Mẫu số chung là bao nhiêu nhỉ? Mẫu số chung là bao nhiêu đây? Chà chà lại phải nghĩ đây. 9, 45 và 27. 9 x 1, đây là 9 x 5, đây là 9 x 3. Vậy mẫu số chung thầy sẽ chọn là 9 x 1 x 3 x 5. Thì lúc đó sẽ có 9 x 1, 9 x 3, 9 x 5. Con số 9 này nó chung rồi. Mình chỉ dùng nó một lần thôi. Vậy bây giờ là 9 x 15. 9 x 15

là 98. 98 phần 135 tổng số học sinh khối 6. Nhá, được chưa? Đấy là gì? Đấy là ba cái lớp 6A1, 6A2, 6A3 thì bằng 98 phần 135 tổng số học sinh khối 6. Vậy bây giờ ta mới suy ra lớp 6A4 có số học sinh ứng với ứng với gì? 1 trừ đi 98 phần 135 bằng bằng bao nhiêu tổng số học sinh khối 6. Đơn vị đo đơn vị so sánh của mình đó là tổng số học sinh khối 6 mà. Đúng không nào? Đấy, mình thống nhất là đưa về tổng số học sinh khối 6. Đấy. Thế 1 mà trừ đi cái này chúng ta quy đồng lên. Thì còn 37 phần 135. Thế đề bài cho cái gì? Đề bài cho số học sinh khối 6 À số học sinh lớp 6A4 Là 37 bạn Vậy chúng ta kết hợp với đề bài Chúng ta suy ra một điều là gì? Vậy 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 37 phần 135 Tổng số học sinh Khối 6 Là 37 bạn Đây Nó chính là lớp 6A4 mà Mở ngoặc chính là lớp 6A4. Thế 37 phần 135 của số học sinh khối 6 là cái này thì thầy nhắc lại đây chính là bài toán số 2 của phân số. Tức là tìm một số biết phân số của nó. Phân số của nó là 37. Vậy nó là bao nhiêu? Thì chúng ta suy ra một điều, tổng số học sinh khối 6 tổng số học sinh khối 6 là 2 chấm 37 chia cho 37 phần 135 kết quả ra 135 đơn vị là học sinh đúng không nào thế chỗ này thì lại nháp ra đây một tí nếu như bọn con không nhớ cứ làm đến đâu là lại phải nháp nháp nhắc nhắc lại một chút tại vì lỡ có bạn không nhớ đây này tức là bài toán số 2 là cái gì bài toán 2 là cái gì ví dụ tìm một số biết m phần n của nó là là b. Thế thì nó sẽ bằng b chia cho m phần n. Đây là bài toán sách giáo khoa. Nhá. Ví dụ 2 phần 3 của a là 2 phần 3 của a là 10. Thế thì a sẽ phải bằng gì? A sẽ phải bằng 10 chia 2 phần 3. Kết quả bằng 10 nhân với 3 phần 2, kết quả ra 15. Vậy A chính là 15. Rồi ok, tiếp tục. Sau khi mà chúng ta có được tổng số học sinh khối 6 rồi thì mình mới kết luận. Ý thứ nhất, số học sinh lớp 6A1 là 2 phần 9 của tổng số học sinh là 2 phần 9 nhân 135. Kết quả chia cái này ra 9 thì được 15 15 x 2 là bằng 30 học sinh Rồi Số học sinh Lớp 6A2 là 11 Phần 45 Nhân với 135 Kết quả bằng 33 học sinh Rồi Số học sinh Lớp 6A3 là 7 phần 27 Nhân với 135 Bằng 35 học sinh Xong chúng ta đáp số là xong Nhá, Thôi hết bảng rồi đáp số Thì bọn con tự viết Thầy lại giải thích thêm Cái bài toán 1 ở ba cái dòng cuối cùng này này Nó lại là bài toán 1 Của phân số Nhá, Bài toán 1 là gì Là tìm M phần N của A Thì chúng ta trả lời là gì M phần N của A Là hai chấm M phần N nhân với A thì ở đây ví dụ đây này Mình mới làm là gì 2 phần 9 của 135 2 phần 9 của tổng số học sinh khối 6 2 phần 9 của 135 Là cái gì Là 2 phần 9 nhân với 135 Việc của bọn con là nhân vào thôi 2 x 135 là 270 270 chia 9 Kết quả bằng 30 học sinh Đấy, để tính ra 30 học sinh Được chưa nào? bài này thì nó chỉ dài thôi chứ nó không khó đâu bọn con nắm chắc các phần cơ bản nắm chắc các bài toán cơ bản là bọn con sẽ thấy bài này nó dễ